quay lại. Years later. Xin chào mọi người, hôm nay bạn Hồ có quy thuộc cái đàn BA600 mới. Mới mua tối nay luôn, bây giờ sẽ review quy thuộc cái đàn BA600 mới của bạn Hồ. Hello anh em. Đó. Đây là mới mua luôn, mới bán xe 710 và mua xe BA600 mới, full ra luôn rồi. Mọi người khi mà mua cái đàn này, mọi người sẽ được bao chân vào khóa học đàn online, bộ sách, bộ video về đàn online và cài đặt dữ liệu đầy đủ luôn. Dữ liệu luôn các bạn ơi. Đây là 600 nha mọi người. Rất là đẹp luôn, tôi bớt cái quan hành của nhân viên nhạc Việt luôn. Lát hướng dẫn anh xài vậy là không biết. Rất là đẹp luôn. Áo tặng anh nha. Xịn sò luôn nha. Mới mua cây 70, 710 mới có 3. Đây, bây giờ tiến hành cài xin lơ. Cây đẹp hả Hồ? Đúng rồi. Cây này đẹp thế đúng không? Hồ nước. Nhưng mà em mua về em chỉ có chân thôi. Chân hả? Ủa, đi sau đúng không? What? Ước, kiếm cái này nữa. Kế đây Hồ đã đẩy xe rồi. Bây giờ đang tiến hành cài sung lơ cho mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu mua đàn này có thể liên hệ qua số điện thoại 097 267 251.
về quê sau trăm mới mấy cái mô hình vậy chứ thầy. Đẩy chiếc vàng vô luôn rồi. Ném qua bên lấy cái bàn ra đây nè. Rất là đẹp nha mọi người. Đây luôn rồi, để ngồi tiếp đi nha. Đây. Đây là cái điệu đã đẩy xong rồi. Mở điệu cho cha thử luôn rồi. Cái điệu đã đẩy xong rồi. Mà đón người cái gì? Mai thứ mấy là nói mai ba trở lên học nha. Nhà là mai là đây không mai. Nhà là mai học 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 mai học. Nhà này tiếng gì? Tiếng gì?